Hôm nay chúng ta tập bài cardio với bóng bu su. Em đụng cái nha. Đảo. Tập thể dục á rất là vui chứ không có chán như em nghĩ đâu. Đúng rồi, mà cái bài chị sẽ đưa ra cho hai em á là để tập cho đốt năng lượng, đốt mỡ. Bây giờ mình bắt đầu nữ với nam song song với nhau, bước cái chân trái lên bu su, tay trái với nhau. Mình sẽ nhảy qua nhảy lại 2 lần. Mỗi một lần 10 cái. 10 cái? Dạ, 10 cái. 5 6 7 8 9 10. Rồi, xong. Trời, em phải gắng tập bây giờ mở được chứ. Tập thử đi, vui lắm. Rồi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ủa trời. Một lần nữa. Bài tiếp là mình sẽ tập cho cơ bụng và cái cánh tay đằng sau nè, với một tí trên vai. Rồi, động tác này các bạn sẽ chống hai tay rồi duỗi hai chân ra, bắt tay trái và co chân phải lên, xong rồi ngược lại, bắt tay phải co bên trái. Chị sẽ làm thử cho mấy em nha. 1 2 3. Mình sẽ làm 10 lần. 10 lần nữa. 10 lần. Đổi. 1 2 3. Nếu mà tụi em thấy nó hơi khó thì mình xuống củi chỏ cũng được. Cái củi chỏ nên giữ cái năng lượng tốt hơn là cái cổ tay. Tới phiên hai em nha. Em thấy căng quá. Căng cái được. Gì? Thôi đi vô đi. Rồi, chống tay, đứng chân. Vậy cái tay giống như là chị chỉ á. Thôi em dậy luôn đi, em thấy dễ hơn á. Rồi, bắt tay vào. 10 lần nha, cố lên. 1. Em phải hóp cái bụng lên. Cơ hoàn hảo. Hóp bụng vô. Hóp bụng vô. Rồi, 1. Đúng rồi, 2. 2 2 2. Rồi, 3. Đúng rồi, cô giữ cho em đi. Rồi, rồi, giữ đây. Đúng rồi, 4. Cái gì nó nghiêng luôn. 5 6. Đúng rồi, 7. Tốt, tốt. 8. Rồi, lên. Lên lên, 2 cái nữa. 2 6. Trời ơi. 2 cái sao? Nói chung là đã nhưng mà có thôi rồi. Thôi, có. Hai bạn bớt tâm sự, tập tiếp. Còn đúng một bài nữa. Ơi, lỡ đi. Nghe luôn nha. Rồi. Anh cái này gì vui vậy? Ngon, từ từ đừng có nóng. Anh, tập đi. Okay. Anh. Bài này là tập dây dây, dây bóng là nó sẽ tác dụng ở vô vùng mông, dạ, với vùng đùi. Xuống, hít. Lên, thở. Ha, 10 lần. 3. Thôi 10 lần nữa ha. Đúng rồi. 4. Xuống hết. Thở. 7. 8. 9. 10. Anh để ý mỗi lần mà em nghe tới số 10 á, tự nhiên cái mặt em á nó biến sắc ngộ lắm. Thôi, nhưng mà lần này không có nữa đâu. Xuống hít. Lên thở. 1. 2. 3. Cố lên. 4. 5. Xuống hết. Thở. 6. 7. 8. Mắt nhìn nó thẳng. 9. 10. Ủa, hết 10 lần lẻ hỉ. Bây giờ tập xong em cảm giác làm sao? Rất là vui và rất là sảng khoái. Thấy khỏe lắm luôn á chị. Dạ. Mà cũng hơi mệt nên tự nhiên đói đói. Ê, lát nữa mình đi ăn gà rán kìa. Gì? Không được. Tụi em vừa chị mới tập như vậy xong mà ăn gà rán là không có hay đâu. Nó nhiều mỡ và nó nhiều dầu lắm. Em có ăn cái vậy hoài sao cái bụng xuống được mà đòi. Đừng có nhắc tới cái bụng. Nhưng mà mình phải ăn. Sau cái buổi tập là em đói là đúng. Tại vì mấy em đã vừa mới đốt hết calorie mà, đúng không? Thì bây giờ là tốt nhất em ăn gà cũng được. Nhưng mà ăn gà nướng hay là gà luộc thì ok. Hẹn gặp lại nha. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn anh. Chia sẻ buổi sáng cùng nhau bằng những bài tập đôi, vừa tăng cường sức khỏe, vừa giúp bạn và người ấy tìm kháng khích đấy.